Báo là một phân họ trong họ mèo, bao gồm các chi Panthera, Uncia và Nemphelis. Các loài trong ba chi này, ngoại trừ hổ và sư tử, đều được gọi là báo. Do đó, đây là tên chung cho phân họ này. Ở Việt Nam, có 8 loài thú họ nha mèo sinh sống trong tự nhiên. Chúng sống ở nhiều kiểu rừng khác nhau. Hầu hết các loài thú họ mèo tại Việt Nam đang trong tình trạng nguy cấp rất cần được bảo vệ. Trong clip này chúng ta cùng tìm hiểu về 3 loài báo thuộc họ nha mèo đang có nguy cơ tuyệt chủng và đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Số 1. Báo gấm. Báo gấm hay báo mây là một loài mèo cỡ trung bình trong họ mèo, toàn thân dài 60-110cm, cân nặng khoảng 11-20kg. Đặc điểm nhận dạng, lông chúng màu nâu hay màu sáng do, có nhiều hoa văn lớn ở hai bên lưng, các hoa văn được viền vành đen khép kín và rất nét, nhiều vệt đen chạy dài từ giữa thân theo sống lưng, xuống hết đuôi, nhiều đốm đen nhỏ ở đầu, đùi. Dọc đuôi có nhiều vòng quanh rõ nhưng bị đứt quãng hoặc mở ở mặt dưới đuôi. Đặc điểm sinh thái, báo gấm có thân hình săn chắc và cân đối, có răng nanh thuộc loại nanh dài nhất trong số các loài mèo hiện còn tồn tại. Điều này dẫn đến giả thuyết là chúng săn bắt những động vật có vú lớn sống trên mặt đất. Nguồn thức ăn chủ yếu là các động vật sống trên cây, báo gấm giỏi leo trèo. Với bốn chân ngắn và khỏe, lòng bàn chân rộng với đủ móng vuốt sắc đều nhau. Thức ăn gồm các loài động vật rừng cỡ nhỡ như hoãng, treo treo, khỉ, vọc, sóc, tê tê, gà. Báo gấm sống và hoạt động chủ yếu ở rừng cây gỗ cao, vùng rừng núi đất hoặc các thung lũng núi đá. Báo gấm sống độc thân, có lúc đi đôi, hoạt động ban đêm, leo trèo giỏi. Chưa có tư liệu về sinh sản của báo gấm ở Việt Nam. Phân bố, nơi thu mẫu gồm các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lâm Đồng. Báo gấm có phân bố rộng ở các vùng rừng núi trong cả nước, nhưng số lượng hiếm. Giá trị, loài thú quý, hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học và góp phần điều hòa số lượng cá thể, các quần thể con mồi, giúp cân bằng sinh thái tự nhiên. Tình trạng, báo gấm hiếm gặp trong thiên nhiên, hiện nay do săn bắt quá mức, sự hủy hoại rừng và suy giảm nguồn con mồi đã làm cho loài này có nguy cơ tuyệt chủng cao, nếu không được bảo vệ tốt. Vì rất khó xác định nơi cư trú của báo gấm, các ước tính tin cậy về số lượng báo gấm là không có. Nơi cư trú bị thu hẹp, chủ yếu là do sự tàn phá rừng nặng nề, cũng như việc săn bắn để làm thuốc. Theo y học cổ truyền, điều này làm suy giảm số lượng báo gấm. Biện pháp bảo vệ đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và nhóm 1B Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Cần có chiến lược bảo vệ rõ ràng cho các khu vực, đặc biệt là các khu bảo vệ còn báo gấm sinh sống. Số 2. Báo hoa mai.
Bá hoa mai, thường gọi tắt là bá hoa, là một trong năm loài mèo lớn thuộc chi Panthera sinh sống ở châu Phi và châu Á. Chúng dài từ 1 đến gần 2 mét, cân nặng từ 30 đến 90 kg. Con cái thông thường có kích thước bằng khoảng 2/3 con đực. Tuy thân hình tương đối nhỏ so với các loại mèo lớn khác, nhưng bá hoa mai là những kẻ săn mồi nguy hiểm đáng sợ. Khả năng rình mò huyền thoại và có thể ăn được bất cứ động vật nào từ có kích cỡ như bọ hung trở lên đã làm cho chúng trở thành loài họ mèo sinh tồn thành công nhất. Đặc điểm nhận dạng: bá hoa mai thân dài, chân cao, nền lông màu vàng nhạt ở phần lưng, trắng bạc ở phần bụng. Trên toàn thân từ đầu, thân, đuôi kể cả dưới bụng có nhiều đốm đen. Những đốm ở lưng có hình hoa mai, ở giữa đốm màu vàng chấm đen như nhụy hoa, đốm ở đầu nhỏ, phần nửa gốc đuôi đốm đen lớn. Ngoài dạng báo bình thường kể trên, còn có dạng báo đen toàn thân màu đen đốm, hoa mai lặn trong nền lông nên khó nhìn thấy. Đây là dạng biến dị cá thể cùng loài, rất hiếm gặp. Đặc điểm sinh thái: thức ăn gồm thịt thú rừng, lợn, hươu, nai, trâu, bò non, khỉ, vọc, kể cả gia súc và các loài gặm nhấm lớn. Vùng sống và hoạt động bao gồm nhiều dạng rừng núi, chủ yếu rừng già. Là loài thú kiếm ăn đêm và cả ban ngày, thường nằm nghỉ trên các cành cây cao. Bá hoạt động đơn lẻ, chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản. Chưa có tư liệu về sinh sản của bá hoa mai ở Việt Nam. Phân bố trong nước: nơi thu mẫu tại các tỉnh Lai Châu, Bắc Cạn, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Lâm Đồng. Bá hoa mai có phân bố rộng ở các vùng rừng núi trong toàn quốc, nhưng số lượng rất ít. Giá trị: bá hoa mai là loài thú quý, hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học và góp phần điều hòa số lượng cá thể các quần thể con mồi, giúp cân bằng sinh thái tự nhiên. Tình trạng: bá hoa mai vốn ít gặp trong thiên nhiên. Hiện nay, do săn bắt quá mức và mất rừng nên trữ lượng của chúng còn rất thấp, có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo vệ tích cực. Biện pháp bảo vệ: bá hoa mai đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và nhóm 1B Nghị định 32/2006 NĐ-CP. Cần có chiến lược bảo vệ rõ ràng cho các khu vực, đặc biệt là các khu bảo vệ còn báo sinh sống. Cần tổ chức nhân nuôi, sinh sản bán tự nhiên để bảo tồn loài và thả lại vào thiên nhiên khi có điều kiện phù hợp. Số 3. Báo lửa. Báo lửa là một loài động vật ăn thịt thuộc họ mèo, có kích thước trung bình, chiều dài khoảng 90cm, cộng với đuôi dài 50cm, cân nặng 12-16kg, chủ yếu sống hoang dã. Trong điều kiện giam cầm, báo lửa sống tới 20 năm, nhưng tuổi thọ trung bình của chúng trong tự nhiên thì có lẽ ngắn hơn nhiều. Lông của chúng chủ yếu có màu đỏ đậm như lông cáo hay nâu vàng, nhưng cũng có thể có màu đen hay xám,
Thông thường, lớp lông của chúng trơn một màu, nhưng phía dưới có thể có đốm và thỉnh thoảng có những điểm đốm mờ trên toàn bộ phần lông. Đặc điểm nhận dạng, bộ lông báo lửa không có hoa văn hoặc đốm sọc, nếu có thể hai sọc mờ dọc lưng. Lông đồng màu hoặc đỏ da bò hoặc xám do hay nâu hung. Mặt có hai sọc trắng từ khóe mắt lên đỉnh đầu. Đặc điểm sinh thái, thức ăn gồm thú rừng như hoáng, treo treo, khỉ macaca, nai, lợn rừng non, thỏ, chuột, chim, gà. Báo lửa sống và hoạt động ở rừng núi đất, núi đá với các kiểu sinh cảnh rừng khác nhau, hoạt động kiếm ăn ban đêm, săn mồi chủ yếu trên mặt đất, chưa có tài liệu về sinh sản. Phân bố, nơi thu mẫu tại các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Tây, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Báo lửa có phân bố rộng trong nước. Giá trị, loài thú quý hiếm và có giá trị nghiên cứu khoa học, góp phần điều hòa số lượng cá thể, quần thể, các loài động vật con mồi trong môi trường tự nhiên và cân bằng sinh thái. Tình trạng, trước năm 1970 loài này còn khá phổ biến. Hiện nay do săn bắt quá mức và mất sinh cảnh sống nên trữ lượng bị giảm sút nghiêm trọng. Quần thể chính xác của báo lửa là không rõ, nhưng chúng được liệt kê trong sai phụ lục 1 và là loài nguy cấp theo sách đỏ IUCN và sách đỏ Việt Nam. Con người săn bắt chúng để lấy lông và ngày càng tăng lên để lấy xương, phục vụ cho y học cổ truyền Trung Quốc. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với chúng là sự tàn phá môi trường sống. Biện pháp bảo vệ đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và nhóm 1B Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Cần nghiêm cấm săn bắt và bảo vệ sinh cảnh nơi có báo lửa sinh sống, đặc biệt là bảo vệ nguồn con mồi của chúng.